Hey, chào các bạn. Như vậy thì cái bài assignment giai đoạn 1 chúng ta làm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cái framework. Đó, các bạn ít nhất là chúng ta cũng mô tả được như thế này. Rồi, đến đây là cái nội dung của trang web. Rồi, hôm trước thầy cũng hướng dẫn các bạn là sẽ tham gia cái lớp để mà thiết kế trên Figma. Vậy ở chỗ này các bạn ít nhất là cũng thể hiện được là cái nội dung của mình đang muốn thiết kế là gì. Đó, chứ đâu phải là các bạn làm cực kỳ đơn giản. Có nhiều bạn thầy không biết là làm để mà lấy điểm giai đoạn 1 mà các bạn làm không thể đơn giản hơn được. Các bạn nghĩ là sẽ được bao nhiêu điểm? Các bạn xem lại bài làm của mình nha.